Chào anh em, cửa hàng lên sóng giới thiệu tiếp anh em một mẫu ly của dòng Victor. Mã sản phẩm có tên là GRS11. Cửa hàng báo giá cho anh em con ly này là 3.500.000 anh em nhé. Hàng bãi zin, mặt phay nhôm, chiều dày khá dày luôn. Ly này thiết kế đánh một đôi loa, có đầy đủ tính năng cơ bản, đó là bát chép, đào lướt cân loa, chiều vào tín hiệu AUX, tuner, tép 1, tép 2, rất nhiều đường tín hiệu đường vào trước này. Anh em để chế độ sitte. Dòng ampli này thì nó nổi tiếng về chất âm ngọt ngào, nó sẽ rất hợp để anh em nghe vào loa cổ, nghe nhạc lời, kể cả cái thể loại nhạc các bác đang nghe, đó nhạc liên khúc anh em nhé. Nhạc lời nó là hết ý luôn với những con ampli Victor. Mới chỉ gạt lau đất thôi. Nó là một mẫu ly cổ chỉ dành để nghe nhạc, dành nghe nhạc thôi. Một sự đầu tư giá rất rẻ, 2.500.000, nhưng độ phê về âm thanh nó phát ra thì hơn rất nhiều giá trị anh em phải trả cho nó. Những mẫu âm ly Victor này, nếu ai đã được dùng thì chắc chắn sẽ biết chất âm của nó. Nó cực kỳ thuyết phục luôn. Nhất là những con âm ly mà con này chắc là chạy STK nên là nó ngọt như vậy anh em ạ. Chút nữa tôi sẽ mở nội thất để anh em cùng xem. Nắp trên đẹp, lòng lay, góc cạnh ok, hàng bãi zin, cho anh em xem luôn mặt sau. Tiếng to rõ, căng. Sản xuất tại Nhật, trở kháng từ 416, 82W, 100V. Nước sơn đằng sau anh em có thể nhìn thấy nó sáng bóng, sắc đẹp. Tuner AUX, tép 1, đó, loa, điện 100V. Chơi con Dolby này vào những đôi loa cổ bass 20 đến 30, kể cả loa Pioneer bass 40 loa cổ anh em nhé. Chuyển một bài hát khác, một bài hát mà hay thử nhạc, nó gọi là nghe rất ngọt tai vào những mẫu vi cổ. Những con mẫu vi cổ thì ngoài hãng Victor này, anh em có thể chọn thêm là dòng Chio, dòng Aurex, dòng Otto thì đỉnh cao luôn rồi, Otto Sanio, Sony, những hãng rất hay về mẫu vi cổ. Nghe tiếng mưa rớt bên thềm, sầu dâng muốn nhói cả tim. Bên trái có tiếng. Giờ sáng soi biết đâu tìm. Bên phải một tiếng. Người đi, một người nhớ. Rét mướt bờ phơ. Tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Cảm nhận được nhá, cái chất âm nó rất ngọt ngào, chứ không phải là tôi nói suông đâu anh em ạ. Ok, giá 2.500.000 đồng.